Và trước khi bước vào tất cả các chương trình dẫn lễ trong buổi sáng ngày hôm nay, thì ngay bây giờ xin hân hạnh kính mời ca sĩ Khánh Huyền sẽ thay lời cho gia đình nhà gái, thay lời cho cô dâu gửi đến quý vị một làn điệu sơn ca quan họ xứ Kinh Bắc và gửi đến miếng trầu ấm áp tình người thắm tình tông ra giữa một tiết trời mùa xuân trong một sự kiện trong đại ngày hôm nay. Xin mời quý vị dành cho Khánh Huyền một trong áo vỗ tay thật lớn và thật lớn. Hát một thân thương về không ngỡ quần quần vương tơ lòng. Cảm ơn ca sĩ Khánh Huyền rất là nhiều. Khánh Huyền thay lời cho gia đình nhà gái, thay lời cho cô dâu gửi đến tất cả các bậc quý vị một câu hát sao duyên, một làn điệu sân ca quan họ thật sang trọng tuyệt vời. Đây là một sợi tơ để kết duyên đôi lứa nên vợ nên chồng, từ giây phút này, từ miếng trầu xanh, từ những quả cau vàng, từ ly trà ấm áp tình người. Một lần nữa xin quý vị chúng ta sẽ dành cho Khánh Huyền một tràng pháo vỗ tay thật sơn sở và nồng nhiệt nhất trong buổi sáng ngày hôm nay.